trong 5 năm nhiệm kỳ 2018-2023, Công đoàn tỉnh Long An đã phát huy tinh thần trách nhiệm, tiếp tục đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động, phấn đấu hoàn thành và đạt vượt hầu hết 11 trên 11 chỉ tiêu nghị quyết Đại hội 10 Công đoàn tỉnh đề ra. Dịch bệnh COVID-19 bùng phát đã tác động trực tiếp đến công nhân lao động, đời sống, việc làm của người lao động gặp rất nhiều khó khăn. Hàng trăm nghìn người lao động trên địa bàn tỉnh Long An thực hiện giãn cách trong khu nhà trọ, tại gia đình hoặc tham gia sản xuất 3 tại chỗ trong các doanh nghiệp. Từ thực tế đó, Liên đoàn Lao động tỉnh Long An đã quyết định tổ chức các chuyến xe nghĩa tình, phần quà kết nối yêu thương để thăm hỏi, hỗ trợ 175.000 phần quà cho đoàn viên, công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn do bị ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19. Các phần quà gồm lương thực, thực phẩm thiết yếu, được phân bổ về Liên đoàn Lao động các huyện, thị xã, thành phố, công đoàn cơ sở trực thuộc Liên đoàn Lao động tỉnh để từ đó trao tận tay công nhân lao động ở nơi họ làm việc, sinh sống, trong đó tập trung cho đối tượng là công nhân lao động trong các khu nhà trọ. Để đạt được những kết quả cao hơn trong nhiệm kỳ 2023-2028, Đại hội Công đoàn tỉnh Long An lần thứ 11 đề ra mục tiêu tổng quát thực hiện trong nhiệm kỳ tới như sau: đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động công đoàn các cấp, tập trung thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ của tổ chức công đoàn trong tình hình mới, trọng tâm là đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động, làm tốt vai trò cầu nối, giữ mối liên hệ mật thiết giữa cấp ủy đảng, chính quyền và là chỗ dựa tin cậy của lực lượng đoàn viên, người lao động. Thì với cái tinh thần tự lực, tự cường và ý chí tiến công, thì tôi cũng tin tưởng rằng trong cái 5 năm tới thì Công đoàn tỉnh Long An sẽ quyết tâm giữ vững và phát huy những kết quả đạt được, tiếp tục đưa cái phong trào công nhân, người lao động cũng như hoạt động công đoàn tỉnh nhà ngày càng phát triển, để góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Long An lần thứ 11. Những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ 2018-2023 là động lực, là niềm tin. Bên cạnh đó, với sự đoàn kết đồng lòng của các cấp công đoàn trên địa bàn là sức mạnh nội lực để Công đoàn tỉnh Long An hoàn thành các nhiệm vụ của nhiệm kỳ 2023-2028. Ban khẩu hiệu hành động là đổi mới, dân chủ, đoàn kết, phát triển. Thành quả ấy sẽ góp phần quan trọng vào sự nghiệp chung của tỉnh Long An, qua đó khẳng định vai trò, vị thế của tổ chức công đoàn, xây dựng tổ chức công đoàn Việt Nam ngày càng vững mạnh trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.